Vậy hả? 14 sốc xỉu. Mình ước có 12 Pro Max. Bạn nào mua mình yêu luôn. Chọn em nè. Chọn em á hả? Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại Dượng Việt, nơi mà mình dẫn em trai đến đây để đổi một chiếc iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green. Năm ngoái mình mua chính hãng với mức giá là 31.990.000 đồng. Chào bạn, hôm nay mình muốn đổi chiếc 11 Pro này. Thì bây giờ mình muốn trade in lên cái chiếc iPhone 12 thôi, không phải 12 Pro. Thì mình sẽ như nào? Dạ, cái này thì bên em sẽ đưa vào bên bộ phận kỹ thuật để thẩm định giá máy. Rồi, ok. Thì nếu mà của máy của mình là loại 1 á, là mình chơi ngang qua là iPhone 12. Dạ, 12 64GB. Rồi, còn nếu mà không đạt thì sao? Là phải bù trừ đúng không? Dạ, đúng rồi. Quả này mà của mình không được loại 1 mình sẽ phá lắm. Kiểm tra xem con này của mình để đổi lên iPhone 12. 12 thường. Đổi Pro lên thường ha. Đổi Pro lên thường hay chưa? Sao không đổi Pro lên Pro luôn đấy? Thì anh đã trong video anh đánh giá, anh đã bảo mọi người là năm nay mọi người chỉ nên mua 12 là vừa. Xong rồi anh bảo anh bây giờ mà anh mua Pro khác gì anh tự tay bóp tự cổ tát không? Vào mặt đúng không? Tự vãi vào mặt mình đúng không? Giá thu là 14 triệu 9. Sốc xỉu. Nhiêu? 14 triệu 9. Rồi, cái này mình kiểm định dựa trên những yếu tố như nào bạn? Dạ, thứ nhất là về cái ngoại hình hình thức máy. Với thứ hai là cái mã dung lượng máy và màu máy. Thì trên website Di Động Việt bên em là có cái đánh giá trên web. Còn nếu mà loại 1 thì mình sẽ cần phải đạt những tiêu chí nào? Dạ, loại 1 là không chảy xước, full box đủ phụ kiện. Ừ. Vậy đáng lẽ anh phải mang nguyên cái hộp của anh tới thì mới trade được. Em dốt tí nhờ, lát anh sẽ ship vào sau. Ủa sau này có ship vào sau không? Hay là khách sẽ cần phải mang tới sẵn luôn à? Dạ có ship được cũng được ạ. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bước tiếp theo là sau khi mình đã định giá xong thì mình sẽ ra chọn màu và máy đúng không? Đúng rồi. Đúng không bà? Dạ đúng. Rồi, ok. Chọn em nè. Chọn em á hả? Rồi, ok. Mình bây giờ mình cho mình xem một số cái màu của iPhone 12 rồi. Bây giờ anh sẽ hỏi em là nếu mà em thì năm nay sẽ lựa chọn iPhone 12 màu gì? Màu min đi, em thấy màu min đẹp nhất rồi. Anh dùng màu min rồi và thấy nó hơi nhạt. Vậy màu trắng đi anh. Mình cho các bạn xem cái này nha. Đây các bạn nhìn kỹ. Đây là chiếc iPhone 11. Đó. 11 của em Trang là lựa chọn nó là màu tím. Các bạn biết thì Trang là một fan cuồng của Blackpink. Hồng đen trong khu vực liên quan nhỉ. Pro Max cũng đẹp nữa anh. Anh có rồi, cảm ơn em. Ai à, nó đánh. Các bạn ơi, vào TikTok report nó rồi mình. Các bạn ơi, vào Facebook nó report rồi mình. Mình còn chưa kịp lên cái clip rằng nó bị ăn gạch đá nhiều đáng thương lắm. Và bây giờ nó đánh mình này. Đây là màu trắng. Trời ơi, chán thật. Nhưng mà tại nhìn cái màn hình màu xanh min đúng không? Đây là màu đen. Thì rõ ràng là giữa các cái màu này thì chỉ có màu xanh min là đẹp nhất rồi. Ok, thì mình sẽ lấy cái màu xanh min này. À, rồi. Ok, ok. Vậy là phải nhồng vô nữa hả? Vào trong kia. Ok. Ok, chúng ta sẽ vào trong kia. Vào lần 2. Nhưng mà cái này điện thoại Android cũng đổi được đúng không? Đúng rồi. Được rồi anh. Tất cả các điện thoại đều đổi được. Anh Trân xin hỏi tin ạ. Trân Xuân Vinh đẹp trai ạ. Dạ anh tên trai đúng không? Đúng rồi. 15 minutes later. Ok, tức nghĩa bây giờ mình ra bán hàng. Sau đó còn nếu mà cần dữ liệu mình mang vào đây để backup đúng không? Như vậy là các bạn phải out iCloud các thứ linh tinh ra. Nếu không thì chẳng may lộ clip. Tao không sợ lộ. Rồi bây giờ mình sẽ có cái phiếu này. Lại quay ra bán hàng. Chóng mặt phết đấy. Rồi ok, sau khi anh có thẩm định rồi thì bây giờ thì bên em sẽ lên cho ngài xin thông tin lại của anh. Thông tin anh đây rồi. Được rồi đúng không? Xong rồi bây giờ là anh đã được nhận máy chưa? Đã được rồi. Rồi đúng không? Thanh toán tiền chênh lệch và nhận máy đúng không? Rồi ok. Bắt tay chị Thảo cái này. Hello chị. À chị đã xem clip của em rồi. Ăn nhiều gạch lắm. Đúng rồi chị. Rồi ok thì hôm nay các bạn thấy rằng là mình đã có to còn đây là nhỏ. Cái này mà không phải là của em biết mình. Là màu gì không? Cái này mà không phải là của mình ấy thì là Vinh ăn đòn. Sợ quá. Đúng. Cái này là màu Pro Max. Cái này là iPhone. Mà dù là anh đã mở hộp con này một lần rồi nhưng vẫn về đẹp. Cười gì không? Hợp với màu áo của em. Ok, hợp với màu áo của em. Nếu được tặng thì em có thích không? Thích chứ. Rồi, anh cũng thích nếu mà được người khác tặng cho anh chiếc điện thoại này. Và như vậy đấy là toàn bộ quá trình mà mình đã sang Dự Việt và trade in chiếc 11 Pro 256GB màu Midnight Green của mình. Trang, nếu em nói anh sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Mình ước có 12 Pro Max. Bạn nào mua mình yêu luôn. Không, hóa là giá, cùng. Hóa là giá trị tình yêu của nó chỉ có khoảng 30 triệu mà thôi. Nếu để lựa chọn năm nay chị lựa chọn chiếc máy nào? Em thích 12 Pro, thích MacBook.
Ok em, vì thế nên chứ em phone 12 không thuộc về em được. Hẹn lại bạn các video sau. Điện thoại em rẻ tiền quá mà. Điện thoại em là iPhone 11 của anh là 11 Pro mà. Ủa nó cũng mắc vậy anh. Cũng đổi được vậy. Không, của em. Của em mà đổi, em bù tiền cho quá.